chúa chăn ngỗng. Ngày xưa ngày xưa, có một nữ hoàng và một công chúa sống trong một lâu đài tráng lệ nhất trong một vương quốc nọ. Công chúa có một cô tiên hộ mệnh mà nàng rất mực yêu quý. Cô tiên cũng luôn bảo vệ nàng chu đáo. Một ngày nọ, khi công chúa đến tuổi lấy chồng, nàng quyết định rời khỏi vương quốc để gặp mặt hoàng tử nước láng giềng. Nữ hoàng liền trao cho công chúa một hộp trang sức để mang theo bên mình. Nếu trên đường đi có ai biết rằng con là một công chúa, thì có thể điều xấu sẽ xảy đến với con yêu của ta. Cho nên ta sẽ để cận vệ thân cận của ta hộ tống con, chứ không phải là một người lính bình thường. Cô tiên tốt bụng cũng tặng quà cho công chúa. Cô tiên tặng nàng một chú ngựa biết nói tên là Palada. Tôi sẵn sàng để phi nước đại rồi đây, thưa công chúa. Còn một thứ nữa, ta muốn trao cho con đây, công chúa à. Cô tiên trao cho công chúa một chiếc khăn tay. Đây là chiếc khăn tay thần kỳ. Công chúa, hãy luôn giữ nó bên mình và sử dụng nó khi nguy khốn nhé. Công chúa từ biệt lên đường rồi cưỡi lên mình Palada. Còn cô hầu gái của nàng thì cưỡi lừa. Hàng tiếng đồng hồ sau, sau khi xuyên qua đường rừng heo hút, đã tấm mệt, nàng liền dừng lại nghỉ ngơi. Ta khát nước quá. Chúng ta có mang theo nước đó. Ngươi có thể lấy cho ta một ít được không? Xin thứ lỗi công chúa, nhưng tôi cũng khát nước nên uống cạn hết rồi. Hãy tự mình tìm kiếm nước đi, tôi chẳng phải là người hầu của nàng đâu. Công chúa rất ngạc nhiên trước thái độ bất kính của cô hầu gái, nhưng nàng lẳng lặng không nói gì. Họ lại tiếp tục lên đường. Một lúc sau, công chúa dừng lại trước một bờ suối. Này, người hầu cận của ta, ngươi có thể lấy cho ta một chút nước từ con suối kia hay không? Xin thứ lỗi công chúa, nhưng tôi cũng không phải là người hầu của nàng. Ta đã nói với nàng rồi, nàng hãy xuống ngựa và tự lấy nước cho mình đi. Công chúa và ngựa Palada nhìn nhau đầy hàm ý. Người biết không, tôi đã có ý nghĩ khác về cô hầu gái này rồi đó. Người nên cẩn trọng hơn với cô ta. Công chúa đành xuống ngựa, rồi dung tay xuống nước để uống nước. Chiếc khăn tay trong túi của nàng bắt đầu cất tiếng nói. Hãy cẩn thận thưa công chúa, cô hầu gái đó rất nguy hiểm đó. Nhưng khi công chúa cúi xuống uống nước, chiếc khăn tay thần kỳ lại bị rơi xuống dòng suối. Ôi, không! Thấy chiếc khăn tay thần kỳ rơi xuống nước, cô hầu gái đã tính ngay cơ hội cho mình. Ngươi đã chẳng còn chút sức mạnh nào nữa rồi. Từ giờ trở đi, ta mới chính là người sẽ ra lệnh. Còn ngươi phải tuân theo những gì ta đã nói, biết chưa hả? Vậy thì hãy cởi ngay bộ y phục công chúa ra và đưa cho ta ngay. Hãy mặc bộ trang phục xấu xí của ta vào. Giờ ta đã trở thành công chúa. Nếu người nói ra sự thật, ta sẽ tống ngươi vào tù. Cô hầu gái chẳng những mặc lên người bộ y phục công chúa, mà cô ta còn cưỡi lên chú ngựa Palada của nàng, rồi phi về phía trước. Còn nàng công chúa thật sự lại phải cưỡi lừa và chậm rãi đi theo cô ta. Một lúc sau, cả hai đã tới trước cung điện của hoàng tử. Khi chào mừng họ đến nơi, hoàng tử ngỡ rằng cô hầu gái là công chúa và mời cô ta vào. Nhưng chàng cũng thấy nàng hầu gái, người là công chúa thật. Ôi, hoàng tử! Cô ta chính là hầu gái của ta thôi. Cô ta không cần phải vào trong hoàng cung cùng chúng ta đâu. Tốt nhất là chàng hãy giao cho cô ta một công việc để nhắc cô ta nhớ rằng thân phận hầu gái của mình. Hoàng tử đã làm vậy và giới thiệu nàng với một chàng trai. Người chăn ngỗng tên là Korat. Hãy giúp đỡ Korat, rồi ngươi cũng có thể trở thành người chăn ngỗng đấy. Thưa hoàng tử, ta có thể yêu cầu chàng một việc được không? Ngươi hãy giữ con ngựa tai quá này lại. Tốt nhất là dùng dây xích trói nó lại. Trên đường tới đây, nó đã suýt chút nữa hất văng ta xuống đường rồi đó. Vậy là hoàng tử cho gọi viên hầu cận và ra lệnh cho anh ta xích chú ngựa vào chuông. Cô hầu gái cố giữ gìn sự giả dối của mình để đánh lừa hoàng tử. Công chúa thật sự rất buồn bã và khóc như mưa,
vì chú ngựa Balada của nàng đã bị cột lại. Nàng liền đi ngay về phía chuồng ngựa để gặp chú ngựa. Balada đáng thương đứng đó với chiếc xiềng khắp người. Ôi, Balada, họ đã làm gì ngươi thế này? Nếu nữ hoàng, mẫu hậu của nàng biết điều gì xảy ra thì chắc người sẽ đau buồn lắm đấy, thưa công chúa. Nàng công chúa buồn bã từ biệt chú ngựa Balada và bắt đầu chăn ngỗng trên đồng cỏ cùng Conrad. Một lúc sau, nàng ngồi trên một tảng đá nghỉ ngơi và tháo những ghim tóc bằng vàng đang giữ lấy cuốn tóc mềm mại của nàng. Khi Conrad nhìn thấy những chiếc ghim tóc lấp lánh, anh ta lập tức chạy đến mái tóc của công chúa và cuốn lấy chúng. Ghim tóc bằng vàng, ta muốn lấy những chiếc ghim tóc bằng vàng này. À, bỏ tóc ta ra. Hỡi như cơn gió mạnh mẽ, hãy bay thẳng tới đây ngay. Hãy cuốn bay chiếc mũ của Conrad đi thật xa. Ngay lúc đó, có một cơn gió mạnh thổi tới, cuốn bay chiếc mũ khỏi đầu Conrad. Sau khi chạy đuổi theo chiếc mũ bị cuốn bay tới chân núi, cuối cùng Conrad cũng bắt được nó. Công chúa sau khi đã cột lại mái tóc đã giấu đi những chiếc ghim bằng vàng. Sau khi chăn ngỗng cho tới tận khi mặt trời lặn, Conrad và công chúa cuối cùng cũng về tới cung điện. Conrad ngay lập tức liền đến trước mặt đức vua. Thần không muốn làm việc với người con gái lạ mặt mà người giao cho thần nữa đâu ạ. Tại sao vậy, Conrad? Cô ta thật điên rồ. Cô ta nói chuyện với con ngựa của cô ta rồi thổi bay chiếc mũ của thần và lấy việc đó làm trò vui. Cô ta chẳng chịu làm việc gì cả. Sau khi nghe những lời này, những nghi ngờ đã gieo vào đầu của nhà vua. Và hôm sau, nhà vua đã bí mật đi theo công chúa. Đầu tiên, công chúa đi tới chuồng ngựa để tiếp tục nói chuyện với chú ngựa Balada đang bị xích. Khi thấy chú ngựa nói chuyện, nhà vua không thể tin vào mắt mình. Nhà vua đi về phía đồng cỏ nơi Conrad và công chúa đang chăn ngỗng, rồi người giấu mình vào sau bụi cây. Sau một hồi, người nhận ra những chiếc ghim bằng vàng trên đầu của công chúa. Hỡi như cơn gió mạnh mẽ, hãy bay thẳng tới đây ngay. Hãy cuốn bay chiếc mũ của Conrad đi thật xa. Sau những lời nói của công chúa, một cơn gió mạnh lại thổi đến và thổi bay chiếc mũ một lần nữa. Conrad chạy theo chiếc mũ của anh ta tới tận chân núi. Trong lúc đó, công chúa lại giấu những chiếc ghim vàng trong tóc. Nhìn thấy như vậy, đức vua rất ngạc nhiên, rồi bí mật trở về lâu đài ngay lập tức. Buổi tối, nhà vua triệu kiến công chúa. Người hỏi về chú ngựa biết nói Balada, những chiếc ghim gài tóc bằng vàng và cả cơn gió thần kỳ. Vào lúc đó, công chúa bật khóc nức nở. Thiếp không thể nói với người được, thưa hoàng thượng. Nếu nói ra, thiếp sẽ bị tống vào ngục mất. Đừng sợ, phải nói sự thật. Cô gái trẻ, hãy nói ta nghe đi. Vậy là công chúa thuật lại từng chuyện một cho nhà vua từ đầu đến cuối. Vậy là người mới là công chúa thật sự. Đừng lo lắng, sẽ chẳng có điều gì tai hại sẽ đến với người đâu. Giờ thì hãy chuẩn bị như một công chúa đi nào. Nhà vua liền triệu kiến ngay hoàng tử, con trai mình, rồi kể lại cho chàng nghe mọi chuyện. Và buổi tối đó, hoàng tử tổ chức một buổi dạ tiệc trong cung điện mà không nói một lời nào với công chúa giả. Nàng công chúa thật ngồi bên cạnh một bên của hoàng tử, còn nàng công chúa giả thì ngồi bên kia. Vẻ đẹp của nàng công chúa thật tỏa sáng rạng rỡ, nhưng nàng công chúa giả không hề nhận ra nàng. Cô gái kia là ai? Cô ta đang làm gì tại vũ hội vậy? Cô ta kiếm đâu ra những món đồ trang sức lấp lánh đó chứ? Cả chiếc váy xinh đẹp đó nữa. Hỡi các vị quý tộc có mặt trong cung điện, ta có một câu chuyện muốn kể với các người đây. Hãy lắng nghe nào. Nhà vua bắt đầu kể những chuyện đã xảy ra với công chúa, như thể là một câu chuyện của người khác vậy. Đến cuối cùng,
nhà vua hỏi ý kiến, nên trừng phạt kẻ giả mạo đã đánh lừa mọi người như thế nào? Sự trừng phạt cao nhất nên được giáng xuống kẻ nói dối đó, thưa hoàng thượng. Chân của cô ta nên bị xiềng xích trói lại, và cô ta nên bị tống vào nhà giam vĩnh viễn. Thật sao? Như vậy sao? Nhưng đó chính là ngươi, kẻ đã nói dối trong câu chuyện này đó. Ngươi đã tự đưa ra sự trừng phạt cho mình rồi. Lính đâu, hãy đưa kẻ dối trá này đi khuất mắt cho ta. Vậy là cô hầu gái đã bị trừng phạt vì đã phá hủy cuộc sống của công chúa bằng lời nói dối của cô ta. Hoàng tử liền cầu hôn nàng công chúa thật vào đêm hôm đó. Sau đó, nàng công chúa và hoàng tử đi tới chuồng ngựa để giải thoát cho chú ngựa Balada. Cuối cùng sự thật cũng đã được làm sáng tỏ rồi. Nếu nữ hoàng, thân mẫu của nàng được chứng kiến giây phút này, hẳn là người sẽ khóc hạnh phúc đó. Công chúa và hoàng tử bắt đầu cuộc sống mới hạnh phúc. Còn cô tiên tốt bụng của công chúa thì luôn hiện diện cùng họ để bảo vệ họ mãi mãi thoát khỏi những điều xấu xa. Trong khu rừng đó có một cô bé sống cùng người mẹ của cô. Bất kể khi nào cô bé ra ngoài, cô đều choàng chiếc khăn choàng màu đỏ mà bà cô bé đan cho cô. Đó là lý do vì sao mọi người thường gọi cô là cô bé quàng khăn đỏ. Một ngày đầu năm mới, trong bếp, khi mẹ đang chuẩn bị bữa tối, cô bé quàng khăn đỏ lại gần mẹ. Mẹ à, con vui quá. Vì dịp năm mới rồi, tối nay bà có đón năm mới cùng chúng ta không mẹ? Bà đang ốm con à, đừng mong tối nay bà đến được nha. Mẹ vừa làm cho bà vài cái bánh năm mới. Vậy con mang bánh cho bà có được không ạ? Không được đâu con yêu, ngoài trời lạnh lắm. Con ở nhà, mẹ sẽ đi và về sớm thôi. Mẹ sẽ mang cho bà ít thảo dược nữa, để bà khỏe lại nhanh nhất có thể. Đi mà mẹ, đi mà. Ở nhà mẹ có bao nhiêu việc nè. Con sẽ đi thật nhanh rồi về nhà với mẹ thôi. Được rồi, nhưng mặc ấm vào nha con. Cô bé quàng khăn đỏ mang đôi giày ống và khăn đỏ. Cô chụp lấy cái giỏ mà mẹ đã chuẩn bị đồ và đi. Đừng ra ngoài đường mòn và về nhà trước khi trời tối nha con. Vâng mẹ ạ. Trời đúng thiệt là lạnh quá. Cả khu rừng bị bao phủ trong tuyết. Cô bé quàng khăn đỏ bước đi hân hoan trong khu rừng. Trong rừng sâu có một anh chàng thợ săn. Anh ta đang theo dấu con sói mà đã chui vào nhà dân làng và ăn trộm đồ ăn. Mình chưa từng nghĩ là sẽ dành cả đêm giao thừa một mình như vậy. Nhưng mà hôm nay ta sẽ túm được mi con sói bự à. Và vì vậy mọi người sẽ bước sang năm mới vui vẻ hơn. Khiến hết thảy dân làng khiếp sợ, con sói lại về rừng để kiếm mồi. Mình ghét những ngày mưa tuyết như vậy, chẳng tìm được gì để ăn cả. Trong lúc đó, cô bé quàng khăn đỏ đang trên đường tới nhà bà. Cô bé thấy một chú linh dương trong rừng cây. Chú linh dương đáng thương đang run cầm cập trong giá lạnh. Tội nghiệp chú linh dương, trông cậu mới lạnh làm sao. Cô bé quàng khăn đỏ muốn lại gần chú linh dương để giúp chú. Nhưng ngay khi chú linh dương thấy cô, chú bỏ chạy. Nè dừng lại, đừng có chạy. Ta không định làm đau ngươi đâu, ta chỉ muốn giúp mà. Cô bé quàng khăn đỏ theo chân chú linh dương đi vào khu rừng. Chú linh dương thoăn thoắt lao đi trong thân hình mảnh dẻ. Phút chốc chú đã biến mất. Cô bé quàng khăn đỏ tiếp tục theo chân chú linh dương một lúc nữa, nhưng rồi cô biết chẳng thể tìm ra. Cô bé nhìn xung quanh và thấy rằng mình đã đi xa khỏi khu rừng quen thuộc. Cô bé đang ở đâu đó mà cô chưa từng tới. Tuyết đã khiến cô bé chẳng thể nhận ra mình đang ở đâu. Cô bé cứ nghĩ đi theo dấu chân của mình thì sẽ tìm về đường mòn. Cô đi theo lối đó, nhưng phút chốc tuyết đã bao phủ lối về. Ngay lúc đó, cô bé quàng khăn đỏ cảm thấy bất lực và òa khóc.
Mình làm sao bây giờ? Ai đó giúp tôi, giúp với. Có ai nghe thấy không? Có ai không vậy? Có ai không? Có ai đó đã nghe thấy cô bé, nhưng đó không ai khác, lại là tên sói nham hiểm. Có ai không? Có ai đằng đó không? Con sói đi về phía giọng nói nó nghe được, và nó sớm trông thấy cô bé quàng khăn đỏ. Chẳng hề sợ cô bé, nó lại gần cô. Thấy con sói ngay trước mắt, cô bé sợ lắm và bắt đầu la lên. Cứu! Có sói ở đây nè! Cứu! Ai đó cứu tôi! Đừng có la, đừng có la. Ta không làm hại cô đâu. Ta nghe thấy cô gọi và ta tới giúp cô nè. Cô bé quàng khăn đỏ tưởng rằng con sói không có ý hãm hại, nên ngừng la hét. Giờ nói cho ta nghe, một cô bé như cháu lại ở một mình trong khu rừng này làm cái gì? Cháu đang mang bánh tới cho bà cháu bị ốm, nhưng giờ cháu bị lạc đường. Ôi, chẳng có người nào sống ở đây đâu. Vậy người bà bị bệnh của cháu ở đâu cơ? Cô bé quàng khăn đỏ không muốn nói ra nơi bà mình sống, bởi cô bé vẫn thấy hoài nghi về con sói. Từ đây thì cháu không tìm được nhà của bà. Nếu ông đưa cháu lại đường lớn thì cháu có thể tìm ra được. Được rồi, vậy thì đi theo ta nào. Cuối cùng con sói bước đi, còn cô bé quàng khăn đỏ theo sau hướng về khu rừng. Nhưng con sói quỷ quyệt đã có một kế hoạch ác độc cho cô bé. Một khi tới được đường mòn, con bé sẽ chỉ cho ta chỗ bà của nó sống. Bằng cách đó, ta sẽ ăn thịt nó trước, rồi ta sẽ ăn thịt bà nó sau. Và đó đích thị là đại tiệc mừng năm mới. Đi được một quãng thì con sói và cô bé quàng khăn đỏ đã tìm thấy đường mòn. Rồi, ta tới rồi. Giờ cháu đã nhớ ra nhà của bà cháu ở đâu chưa? Tất cả những gì mà cô bé quàng khăn đỏ muốn chỉ là bỏ con sói lại ngay lập tức và tới chỗ của bà. Cảm ơn, cháu sẽ tự đi từ chỗ này. Với lại, không còn xa nữa, đó là ngôi nhà màu đỏ ở cuối khu rừng này. Ngay khi đó, cô bé quàng khăn đỏ biết rằng cô bé đã phạm sai lầm, nhưng đã quá trễ vậy rồi. À. Con sói há cái miệng và tiến lại gần cô bé quàng khăn đỏ. Nhưng ngay lúc đó, nghe thấy một tiếng đạn, con sói bỏ chạy trong hoảng sợ. Cô bé quàng khăn đỏ thở phào, rồi hối hả lao tới nhà bà của cô. Lúc đó, anh thợ săn vẫn đang theo dấu con sói. Anh lờ mờ nhận ra dấu chân của nó trên tuyết. Ta biết ngươi đang ở đây mà, ta sẽ tìm ra ngươi. Sau chuyến đi đầy cam go, cuối cùng cô bé đã tới được nhà bà của mình. Cô bé gõ gõ lên cánh cửa và nghe thấy tiếng của bà phát ra từ bên trong. Cửa đang mở đó cháu yêu, cháu vào được mà. Nghe thấy tiếng của bà, cô bé quàng khăn đỏ thoáng một chút ngạc nhiên. Giọng nói này không giống giọng của bà. Hẳn là tiếng đó vì bà bị bệnh mà. Cô bé quàng khăn đỏ mở cánh cửa và đi vào bên trong. Các rèm cửa được kéo kín mít. Trong căn phòng tối là bà của cô bé đang nằm trên giường với cái chăn được kéo lên tới ngực và cứ giữ trên đó. Cảm ơn cháu nhiều lắm vì đã đến đây. Nào, cháu có gì cho ta nào? Mẹ cháu nướng ít bánh ngon tuyệt ạ. Mẹ bảo cháu là bà sẽ không đón đêm giao thừa cùng gia đình cháu, nên cháu nghĩ là cháu sẽ tới và thăm bà. Ôi, cháu ngoan quá cháu yêu à. Qua gần đây để ta thấy cháu rõ hơn nào. Cô bé quàng khăn đỏ tiến lại gần tới giường của bà. Nhưng cô bé có một dự cảm xấu về việc này. Tới gần hơn nào, gần hơn chút nữa nào.
Cô bé qua khăn đỏ tiến thêm một bước lại gần giường của bà. Bà của cô bé trông thật là cực kỳ lạ lẫm với cô. Bà ơi, sao vậy nè? Sao tai bà lại to quá vậy? Để ta có thể nghe cháu rõ hơn. Vậy sao đôi mắt của bà lại to vậy? Để ta trông cháu rõ hơn. Vậy còn tai bà? Sao tay bà lại to như vậy? Để ta có thể ôm cháu chặt hơn đó mà. Răng nè, sao răng bà lại nhọn như vậy hả? Thì là để ta có thể ăn thịt cháu dễ hơn. Con sói đột ngột nhảy ra khỏi giường và lao về phía cô bé quàng khăn đỏ. Cứu tôi với! Quay lại đây, mày không chạy thoát được đâu. Cô bé quàng khăn đỏ lao ra khỏi cô nhà và chạy đi. Nhưng con sói nhanh nhẹn sắp chụp được cô bé rồi. Ngay khi nó sắp nhảy lên và vồ lấy cô bé, nó nhận ra đôi chân của nó bị vướng lại. Và bỗng, nó thấy nó bị treo lên trên cái cây. Khi cô bé quàng khăn đỏ ngưng lại và nhìn qua, cô bé thấy con sói đã bị cái bẫy tóm gọn. Rồi cô bé nhanh nhẹn chạy qua chỗ con sói. Nói đi con sói bẩn thỉu kia, bà của ta đâu rồi? Và mày đã làm gì bà rồi? Nói ta nghe đi. Đừng lo, nó không làm hại ai được nữa đâu. Cô bé quàng khăn đỏ nhận ra nơi giọng nói đó phát ra và thấy anh thợ săn xuất hiện phía sau con bà sói. Bà cháu vẫn ổn cô bé à? Bà đang nghỉ ngơi ở lều của ta. Khi nghe thấy rằng bà cháu bị bệnh, để bảo vệ bà, ta đã đưa bà tới lều của ta, rồi ta đã chuẩn bị một cái bẫy cho con sói. Thật may là ta đã bắt được nó trước khi nó làm hại tới cháu. Đồ xấu xa, đầu tiên là đột nhập vào nhà bà của ta, rồi nó mặc quần áo của bà và cố lừa cháu. Nhưng cháu đã nhận ra có gì đó kỳ kỳ rồi mà. Đi thôi, hãy tới chỗ bà cháu nha. Còn về con sói, ta cứ treo nó ở đây qua đêm giao thừa, và ta sẽ xử lý nó vào ngày mai. Và thế là anh thợ săn và cô bé quàng khăn đỏ đi về phía căn lều của anh thợ săn. Con sói la thét phía sau họ. Nè, dừng lại, đừng để ta ở đây một mình mà. Lúc đó đã là ban tối. Cô bé quàng khăn đỏ, bà của cô và anh thợ săn đã về đến nhà của cô bé quàng khăn đỏ. Mẹ cô bé đang chờ cô trước cửa nhà. Khi bà thấy con gái về, bà rất là vui mừng. Con yêu à, con đã đi đâu vậy chứ? Là mẹ sao? Kể cho con biết chuyện gì đi ạ. Con sẽ kể cho mẹ mọi chuyện mà. Nhưng trước tiên con muốn xin lỗi mẹ. Con đã không nghe lời mẹ, và con đi ra khỏi đường mòn trong rừng, rồi mẹ không tin chuyện gì xảy ra đâu. Con sẽ không bao giờ không nghe lời mẹ nữa. Cô bé quàng khăn đỏ, mẹ cô, bà cô và anh thợ săn dành cả buổi tối hôm đó để ăn và khiêu vũ cả đêm đón năm mới. Còn với con chó sói thì đó là đêm giao thừa tệ nhất mà nó từng trải qua.